Kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức quốc tế mới nhất trên kênh Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục nóng lên khi cuộc chiến đã bước sang năm thứ ba. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những diễn biến mới nhất xung quanh cuộc chiến chưa có hồi kết này. Theo thông tin mới nhất từ không quân Ukraine, Nga đã phóng 16 tên lửa và 11 máy bay không người lái vào lãnh thổ Ukraine trong thời điểm nửa đêm và rạng sáng. Trong diễn biến khác tại khu vực Kupiansk, lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi 5 cuộc phản công của quân đội Ukraine. Trước đó, quân đội Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công xe tăng quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Có vẻ như Nga đang giành được rất nhiều ưu thế trên chiến trường, nhưng Ukraine lại vừa cho biết Nga đã di chuyển hầu hết chiến hạm khỏi Crimea. Vậy mục đích thực sự của việc di chuyển các chiến hạm này là gì? Trong lúc này, có một số tín hiệu cho thấy một số nước NATO đã đồng ý với đề xuất đưa quân đến Ukraine của Tổng thống Pháp. Vậy chiến sự giữa Nga và Ukraine sẽ tiếp diễn như thế nào? Theo thông tin mới nhất, Hải quân Ukraine cho biết Nga đã di chuyển hầu hết chiến hạm khỏi bán đảo Crimea do liên tiếp phải hứng tập kích. Trong số vài tàu còn lại, chỉ còn một tàu mang tên lửa. Đại úy Dmytro Pletenchuk, người phát ngôn Hải quân Ukraine cho biết, nếu xét về tàu mang tên lửa hành trình, hầu hết các đơn vị chiến đấu của Nga đã di rời, ngoại trừ một chiếc chưa từng khai hỏa lần nào. Nga chưa bình luận về tuyên bố của Ukraine. Theo truyền thông nhà nước Nga, Cyclone là tàu hộ vệ lớp Karakut gia nhập hạm đội Biển Đen vào tháng 7 năm 2023. Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin nó có thể bắn tên lửa hành trình Kalib và được chế tạo tại thành phố Kerch của Crimea. Hải quân Ukraine tuy có quy mô nhỏ hơn rất nhiều so với Nga, nhưng Kiev trong thời gian qua đã gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV, xuồng tự sát nhằm vào hạm đội Biển Đen Nga. Trước đó, Ukraine tuyên bố đã phá hủy 1/3 số tàu trong hạm đội nói trên. Chưa biết độ xác thực của sự việc trên là thế nào, song ngày 30 tháng 3, quân đội Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công xe tăng quy mô lớn nhất kể từ khi xung đột ở Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Theo Forbes, khi khói tan đi, Nga để lại phía sau, trên con đường ở phía tây Avdiivka đổ nát 1/3 xe tăng của họ. Cuộc tấn công tốn kém này đã cho thấy hai xu hướng mâu thuẫn với nhau khi xung đột tiêu hao ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba. Trong những tuần trước cuộc tấn công, các trung đoàn và lữ đoàn của Nga dường như đang thiếu các phương tiện sau khi tổn thất hàng chục phương tiện để giành Avdiivka vào giữa tháng 2, đã triển khai bộ binh để tấn công vào phía tây của thành phố. Không chỉ vậy, Nga còn công bố video UAV Lancet đánh võng khi tập kích chiếc Abram trong vạt rừng gần thành phố Avdiivka, nhưng chưa rõ mức độ hư hại của xe tăng. Hình ảnh được truyền thông Nga công bố cho thấy UAV cảm tử Lancet của Nga tập kích xe tăng M1A1SA Abram, triển khai gần làng Solovyovo, tây bắc thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Thời gian diễn ra cuộc tấn công không được tiết lộ, nhưng đây là lần đầu tiên xuất hiện video UAV Lancet tấn công xe tăng Abrams trong biên chế quân đội Ukraine. Có thể nhận ra một đặc trưng nổi bật của xung đột Nga-Ukraine là sự lên ngôi của máy bay không người lái UAV và xuồng không người lái USV. Các thiết bị này gây tổn thất xương máu lớn cho cả hai phe và làm thay đổi phương thức tác chiến của họ. Công nghệ máy bay không người lái UAV đóng vai trò rất lớn trong việc gây ra đổ máu cho cả hai phía. Xung đột càng kéo dài, binh sĩ hai bên càng phải hứng chịu nhiều đau đớn từ các đòn đánh bằng UAV, dần dần từ ngày này qua ngày khác. Rõ ràng, máy bay không người lái không chỉ khiến chiến tranh hiện đại trở nên nguy hiểm hơn cho các binh lính trên thực địa, mà còn thay đổi hoàn toàn chức năng của các đơn vị trên tiền tuyến, đặc biệt trong kỷ nguyên của trí tuệ nhân tạo. Thế nhưng, nếu máy bay không người lái được tích hợp AI và chuyển vào chiến trường Nga-Ukraine, thì mức độ sẽ như thế nào? Lãnh đạo đội ngũ tình báo không gian địa lý cho Viện Nghiên cứu Chiến tranh George Barros đã nhận định rằng chắc chắn 100% cuộc đua vũ khí tự động do AI điều khiển đang xảy ra trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Đây không phải là câu hỏi liệu nó có được thực hiện hay không, mà là câu hỏi khi nào. Tại chiến trường Ukraine, sự lên ngôi của UAV gắn liền với sự thất bại của học thuyết hiệp đồng binh chủng mà Ukraine học được từ phương Tây. Học thuyết quân sự của NATO hướng dẫn quân đội Ukraine tấn công đồng thời bằng xe tăng, xe chiến đấu bộ binh để đột phá qua phòng tuyến của đối phương với sự yểm trợ của pháo binh và không quân. Pháo và máy bay là cần thiết để áp chế hỏa lực phòng ngự của đối phương, tạo cơ hội cho lực lượng tiến công tiếp cận đối phương. Tuy nhiên, đạt được sự phối hợp ở cấp lữ đoàn không phải là điều đơn giản. Các quân đội của NATO đã phải dành nhiều năm học tập, huấn luyện cách hiệp đồng tác chiến.
trong khi đó phần lớn các binh sĩ Ukraine mới được động viên vào quân đội và chỉ có một thời gian ngắn huấn luyện trước khi tiến hành các cuộc tấn công như vậy. Trái lại, quân đội Nga đã có nhiều tháng để chuẩn bị hầm hào, công sự, chướng ngại vật và các bãi mìn rộng khắp. Trước thực tế trên, thời gian qua, quân đội Ukraine đã phải thay đổi chiến thuật, chuyển sang dùng các đơn vị nhỏ và ít xe cộ hơn để tiến đánh. Hiện nay, thay vì nỗ lực đột phá nhanh bằng xe thiết giáp, mỗi mũi tiến công của Ukraine chỉ dùng từ 10 đến 30 lính bộ binh thực hiện đi bộ để xâm nhập qua phòng tuyến của đối phương. Bradley Crawford, cựu quân nhân lục quân Mỹ và nay đang huấn luyện các lực lượng Ukraine, nói với tờ Nhật báo Phố Quân, đã qua cái thời tấn công tập trung bằng xe thiết giáp, chiếm nhiều km đất trong một khoảng thời gian ngắn như chúng tôi từng thực hiện trong cuộc chiến tranh Iraq 2003, vì bây giờ UAV đã trở nên quá hiệu quả. Hai bên tham chiến hiện nay triển khai hàng ngàn UAV trên khắp chiến tuyến, do vậy bất cứ nỗ lực tấn công quy mô lớn nào đều dễ dàng bị phát hiện sớm từ trước khi quân tiến công kịp triển khai vào vị trí khai hỏa. Ngay trước lúc đó, bên phòng ngự, dựa trên thông tin từ UAV trinh sát, có thể thực hiện đòn đánh phủ đầu bằng pháo tầm xa và UAV cảm tử vào đội hình đối phương. Ryan O'Leary, một cựu binh khác của Mỹ hiện đang chiến đấu cho Ukraine, cũng đưa ra quan điểm tương tự khi trả lời phỏng vấn của tờ Politico. O'Leary chỉ ra rằng huấn luyện của NATO dành cho binh sĩ Ukraine đã không tính đến thực tế tác chiến hiện đại bằng UAV, chủ yếu bởi lẽ chính các lực lượng của NATO cũng chưa thích ứng với thực tiễn này. Cuộc chiến UAV có thể đẩy chiến trường Nga-Ukraine theo một hướng mới. Sau một diễn biến gần đây cũng khiến nhiều người lo ngại, cuộc chiến Nga-Ukraine có thể mở rộng hơn về mức độ. Sau tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về việc đưa quân NATO tới Ukraine, ngày càng nhiều nước phương Tây bắt đầu thảo luận về vấn đề này, trong đó những quốc gia vùng Baltic và Phần Lan được cho là nhiệt tình nhất. Tờ Financial Times của Anh ngày 30 tháng 3 dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Elina Vantonen cho rằng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đúng khi khiến Nga không thể đoán trước giới hạn hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine với tuyên bố về khả năng đưa quân NATO vào lãnh thổ của một quốc gia đang có xung đột. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Vantonen nêu rõ, bây giờ không phải là lúc triển khai quân trên thực địa và chúng tôi thậm chí không muốn thảo luận về vấn đề này ở giai đoạn này. Nhưng về lâu dài, tất nhiên chúng tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Bình luận trên của nhà ngoại giao Phần Lan xác nhận rằng Tổng thống Macron nhận được sự ủng hộ của các thành viên hàng đầu của NATO sau tuyên bố gần đây của ông về Nga và cảnh báo rằng thất bại của Moscow ở Ukraine là hết sức quan trọng đối với an ninh của châu Âu. Tờ Financial Times lưu ý, trong nhiều thập kỷ ở hầu hết các nước Trung và Đông Âu, Pháp đã bị nghi ngờ vì phớt lờ lợi ích an ninh của khu vực khi có mối quan hệ gần gũi với Điện Kremlin. Ngay cả sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra, ông Macron vẫn nói rằng Nga không thể bị bẽ mặt. Nhưng vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Pháp đã gây sốc cho các đồng minh khi tuyên bố có thể sẵn sàng triển khai quân để ngăn cản chiến thắng của Nga trước Ukraine. Theo nhà lãnh đạo Pháp, đây là cách ông đang muốn tạo ra sự mơ hồ chiến lược với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Đức, Mỹ và Anh đã bác bỏ lựa chọn này. Mặc dù vậy, Thủ tướng Litva Ingrid Simonai cũng phản ứng tích cực với nỗ lực của Tổng thống Macron nhằm tạo ra sự mơ hồ chiến lược. Đến lượt mình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Estonia Margus Sagna lưu ý rằng tuyên bố của Tổng thống Macron đã thức tỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu một chút thay vì triển khai quân đến Ukraine, việc viện trợ vũ khí và tài chính tới Ukraine sẽ an toàn hơn. Đồng thời tuyên bố đó khiến Nga phải suy nghĩ về những gì mà châu Âu thực sự có thể làm. Lối suy nghĩ phi tiêu chuẩn như vậy là rất hữu ích. Ngoài ra, Phần Lan và các nước vùng Baltic thống nhất theo ý tưởng truyền thống của Pháp rằng EU nên đóng vai trò lớn hơn trong việc hợp tác và mua sắm quân sự chung trong ngành công nghiệp quốc phòng với ngân sách tương ứng. Tổng thống Macron cũng ủng hộ Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, người đi đầu kêu gọi EU phát hành nợ chung cho nhu cầu quốc phòng. Ngay cả Phần Lan, một quốc gia tiết kiệm và phản đối việc vay nợ của EU, cũng có khả năng tham gia vào sáng kiến này. Tuy nhiên, các quan chức và nhà ngoại giao châu Âu khác vẫn nghi ngờ liệu Pháp có thể làm được nhiều hơn trên thực tế để giúp đỡ Ukraine hay không. Đại diện EU tại các nước vùng Baltic lưu ý rằng ông rất ấn tượng trước tuyên bố của Tổng thống Macron đối với Ukraine, nhưng ông nghi ngờ về việc Pháp luôn thực hiện những cam kết mà nước này đưa ra. Theo một số quan chức, họ đặt ưu tiên cao hơn cho sự đóng góp của Đức cho an ninh khu vực so với Pháp hoặc Anh. Liệu những suy nghĩ của ông Macron về sự thức tỉnh châu Âu có thể khiến chiến trường Nga-Ukraine thay đổi theo một hướng mới hay không? Và cuộc xung đột Nga-Ukraine sẽ diễn biến thế nào? Trong một diễn biến liên quan, tướng hàng đầu của Anh khẳng định nước này sẵn sàng cho chiến tranh
nhưng thừa nhận chưa chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc xung đột kéo dài với Nga. Theo nhật báo Telegraph của Anh, một cuộc điều tra mới đây của Ủy ban Quốc phòng Anh đã tiết lộ rằng lực lượng vũ trang của nước này ngày càng bị dàn trải quá mức và không được chuẩn bị hoặc trang bị đầy đủ cho một cuộc đối đầu tiềm tàng với Nga. Phó tham mưu trưởng quân đội Anh, Trung tướng Sir Rob McGowan xác nhận rằng nước này không thể duy trì một cuộc chiến với Nga trong hơn 2 tháng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps nói rằng bất kỳ cuộc xung đột tiềm ẩn nào cũng có thể liên quan đến các đồng minh NATO thay vì Anh hành động một mình. Bộ trưởng Grant Shapps nói, Anh chưa sẵn sàng cho cuộc chiến một mình với Nga. Điều quan trọng là phải hiểu rằng vì chúng ta thuộc NATO và có thỏa thuận phòng thủ chung. Cuộc điều tra của Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh cho thấy nhu cầu cấp thiết về cải cách nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tuyển dụng và tăng đáng kể kho dự trữ vũ khí và đạn dược của nước này nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ủy ban trên cho rằng, nếu không có nguồn ngân sách bổ sung, lực lượng vũ trang nước này sẽ gặp khó khăn trong việc tham gia vào các hoạt động, đồng thời phát triển khả năng sẵn sàng chiến đấu trong tương lai. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin thời sự hàng ngày trên kênh tin tức của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp, phản hồi, quý vị hãy để lại dưới phần bình luận của video. Nếu yêu thích chương trình, quý vị đừng quên nhấn đăng ký và bật thông báo trên kênh. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.